nó chỉ có hai ba câu hỏi à, nó đâu biết gì đâu. Rồi, xin chào bạn. Dạ alo em chào anh ạ. Ừ. Vâng. Anh như này anh ơi. Ừ. Em thì cũng rất muốn vẫn theo dõi diễn đàn của các anh Ok. và Hà My. Mà em thì em chỉ thích đối chất với lại những bạn ở bên kia bờ đại dương. Đúng Đấy rồi, ạ. Thì mình lý do rất thích đối chất, cho nên các bạn nào nhé ở bên đối lập các bạn lên đây thì mình cũng thích, như vừa rồi có AQ á thì muốn lên, nhưng mà ở dưới vì các bạn ấy AQ thì mình diễn đàn thì mọi người quá hiểu rồi, Thánh Cùng là một số bạn bạn phản đối quá thì thôi, chứ còn tất cả các bạn lên đây, ví dụ vừa nãy có các bạn Canafen thì lên đây tôi mời luôn đấy, chứ nó không có vấn đề gì cả. Mình thích đối chất, mình thích đấy, là cái quan điểm của mình. em cũng thích cái quan điểm như của anh là đối chất, là nói với các bạn là đối chất nói cho đo hàng lịch sự Đúng rồi. và nói là các bạn thích hỏi về vấn đề gì, kinh tế, chính Thì trị, văn hóa nọ kia thì văn mình, hóa. ví dụ mình biết đến đâu mình trả lời đến đấy. Và Vâng, mình là người ý dân mà. là anh ạ, Đúng. em là em rất thích những cái diễn đàn như vậy vì em thì cũng là người dân thôi. Anh nhìn em cũng đang ở trong cái trại của cao su Bình À, Phước. Bình Phước à, đúng rồi, Vâng. ở trong trại thì mình đi coi cao su thứ, mình ở đấy nhá, Dạ. mình canh nọ kia Thì kia đúng không? em mới nói với lại tất cả các bạn ở bên kia bởi vì em không 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 chỉ là thằng hay không gọi là ba que này nọ, em gọi là chào các bạn bên kia bởi vì các bạn muốn hỏi về vấn đề gì? Tôi là một người nông dân đích thực trên đất. Các bạn muốn hỏi gì? Tôi trả lời. Chính trị này. Các bạn muốn hỏi là thuế nhà nước Việt Nam bỏ vào đâu? Bỏ vào những cái chỗ gọi là bây giờ trả lương cho những người đang hiện giờ này đang đứng canh gác nơi biên thùy. Anh công nhận với em không Đúng ạ? rồi. Và những người bên ở hải đảo và trả lương cho những người đi gọi là những quan chức mà là đi giao dịch, nói thẳng là đi làm thoại để mang lại cái ký kết hợp đồng kinh tế cho đất nước, để cho đất nước Việt Nam lên. Thì như bản thân em thì chưa làm được gì cho đất nước Việt Nam, nhưng em khẳng định với anh một điều là em chỉ muốn là đồng quê không không bị cái lúa của tôi không bị công bán ra mà công không ăn công ăn lúa khác, để cho giá lúa của tôi nó cao. Em chỉ là tâm nguyện là chỉ là như thế chẳng hạn. Còn mấy bạn bên kia bờ đại dương mà muốn đối chất như thế nào, em là một người nông dân em nói thật và anh trả lời đâu ở đấy, ví dụ như mà chữ nghĩa hay là gọi là bây giờ dạy nhà nước là gọi là bên Bộ bên Bộ Giáo bộ dục dục và dạy theo cái cách khoa học mới, mà bây giờ đúng rồi, cả cái cộng đồng mạng không biết không tự biết cái nhiên đi gì, chửi không tự biết gì chỉ đâu mà đi em cũng nói, không biết đúng luôn, rồi. Nhưng em cũng không biết luôn, nhưng mà em đang lắng nghe anh ạ, em đang lắng nghe, là em đang lắng nghe nên em mới không đồng ý với mấy người mà cứ hở ra chửi, chứ chửi tổ tiên, lôi cả tổ tiên của tiến sĩ Bùi Hiền nó Giáo sư Bùi ông Hiền, chửi tụ thực và tế giáo sư là thế. cái lần này ấy, thì theo theo anh nghĩ anh biết là lần này không phải là áp dụng cái chữ viết của ông Bùi Hiền vào đây đúng không, còn cái chương trình, cái sự nghiên cứu của ông đấy là do cái sự sáng tạo nọ kia tất cả thứ, ví dụ khi ông đưa ra thì là ví dụ là có được nhà nước Quốc hội chấp nhận hay không, được Bộ Giáo dục Đào tạo chấp nhận hay không, thấy chưa? Thì cái chuyện đấy là chuyện còn khác đúng không, chứ còn lần này từ lớp 1 đến lớp 12 ai đã dạy chữ chữ viết của ông Bùi Hiền nhá, cho Đúng nên rồi, là em cũng đấy đang lắng nghe. đó, đó. Còn cái dạy công nghệ này là bản thân em cũng đang định sáng mai lên nói với lại cộng đồng mạng. Không, bây giờ Cái này bản theo thân em. theo anh tìm hiểu một tí, anh cũng không thể tìm hiểu về sâu,
Tức là hiện nay, tức là dạy theo cái gọi là sách tiếng Việt lớp 1, dạy theo công nghệ sáng tạo. Em hiểu không? Thì là người ta sẽ dạy cho bọn học sinh lớp 1 từ chữ viết nọ kia tất cả các thứ, hoặc cách đọc không có gì thay đổi cả. Nhưng ví dụ người ta, đúng rồi. vâng, thì Đúng người ta rồi. dạy cho trẻ con cái cách đọc cái chữ ấy nó có tư duy một tí, đúng không? Thì là trẻ con nó cảm thấy bây hiện nay trẻ con nó rất thông minh rồi, cho nên là bây giờ ví dụ dạy cho nó cách tư duy khi đọc cái chữ chữ Việt, thì nói chung cái đó là cái rất là hay, đúng không? Mà khi mà đã đưa vào cái chương trình này nhé, là tất cả những giáo sư tiến sĩ đầu ngành của ngôn ngữ học người ta đã nghiên cứu chán rồi, cho nên các bạn yên tâm. Ví dụ tôi thì cũng không phải là nhà ngôn ngữ học mà tôi cũng chả cái gì, nhưng mà tôi tin tưởng và tôi thấy nó chả có một vấn đề gì để mà bàn luận cả. Đấy. Bây giờ người Vâng. ta nghiên cứu ra thì người ta phải nghĩ là để trao dồi cho con Trời cháu ơi, cho chứ nên là không phải mấy người ta nghiên mấy cứu ra để phá đám. những cái thằng này nó nói chung là thôi, mình không nói những điểm ấy, mình không Vâng, đúng rồi. không xoáy vào ba cái điểm mấy cái như con Quỳnh Trần Vâng, rồi ok. mấy bọn kia nó ngu si đần độn rốt nát, nó có biết một cái gì đâu nhá. Mấy cái ông coi như Em chỉnh là nhá. hôm nay ấy, anh có xem cái clip của cái ông Giang Còi chị Hải, mẹ cái bọn nghệ sĩ thì nó biết cái quái về ngôn ngữ học mà cứ như nó nói mẹ như đúng rồi, cho nên là thôi mình không nói về điểm này nữa, mà là thử xem là bây giờ các cháu nhá, học có tư duy hơn không, có thông minh hơn không, đó thế hệ này nó thông minh mình nhiều đấy. Ôi, chắc chắn rồi. Vâng. Nhưng mà em có một vấn đề bức xúc mà muốn muốn lên diễn đàn của anh này, Hà My này, có Trần Hạo Nhiên này. Lý do là em muốn lên là chỉ chìa cái mặt em ra để gặp mấy cái thành phần ở bên kia, em đối chất nói chuyện lịch sự cho đàng hoàng. Ông thích nói về vấn đề gì tôi nói về vấn đề đấy. Còn em xin lỗi anh, em là một người nông dân nhưng em là sống ở Đắk Lắk, mà nói về Campuchia, Lào là em cũng đi hết rồi, đi miết, thích thì giờ này sáng mai em cũng đi luôn. Xin lỗi anh là nói nhỏ một xíu thôi, cũng không cần phải giấy tờ gì. Đúng Còn chúng rồi. nó em nói bức xúc là đưa Tô Bố Hốc vào, ý là chỉ với Lăng và Hồ Chí. Chúng nó thích Mất chứ, là em là một dân nhưng chúng nó thích hẹn em ở Nông Bênh để em sang ngay. Anh có tin không? Em sang ăn vào luôn. Còn cái bức xúc là nói là công nhắn nhủ anh, nhắn dùm em luôn là đất nước Việt Nam không phải hở ra một tí là công biểu tình, không phải hở ra một xíu là không, phải đụng một chí chuyện là công, đây là đâu? Ý em hỏi bên đó là đây là đâu mà công hỏi ra mà là biểu tình, hỏi ra là biểu tình không có, chỗ này là chỗ nào, tự do ngôn luận là công thích nói sao nói nhà công, thằng con nói thằng bố sao cũng được à? Không được, anh có nhận với em không? Đúng Là không? nguyên tắc là nó là nguyên tắc. Thế còn em là thích đối chất gặp bình luận chào mọi người trừ ba que không chào. Chào người đang trả lời tình thương đối với cộng sản không cơ thể, toàn là tào lao thiên địa Cho nên này. nên là chúng nó ngu ở cái là vừa nãy con Quỳnh Trần này này, có nó có mặt ở đây. Nó bảo coi như là đất nước Việt Nam coi như là về kinh tế, tức là hiện nay mình chưa nói sự phát triển mà hiện nay nghèo hơn Campuchia. Thì bây giờ chúng nó phải xác định như mình khỏi cần đấy. Bây giờ ví dụ một cái kinh tế của nước nào nghèo hơn nước nào, mình phải so sánh tổng thu nhập bình quân đầu người. Đấy. Thì bây giờ tức là GDP trên một đầu người nó là bao nhiêu? Đúng không? Campuchia hiện nay là 1.250 đô la và Việt Nam trên đầu người là 2.650 đô la. Thì thằng nào coi như là hiện nay coi như đời sống của nhân dân là tốt hơn, đúng không? Đấy mình chỉ nói Đấy một khía đấy khía cạnh là vậy thôi. và đấy là Đấy. sách vở của anh đúng không, Rồi. là sách vở, nhưng còn em đi thực Đúng, tế cảm nhận của anh người dân khác. anh Đúng. vâng anh thì nói vậy, còn em đi Vâng. thực tế là em mới nói cho chúng nó biết là một người mà có thu nhập thấp nhất như em so với một người Bây giờ thấp này, nhất của Trung chưa Campuchia thì Trung Nguyễn này. Bây giờ nếu mà bạn không đồng ý cái gì thì thôi, bạn lên trên này tranh luận với gặp tôi. em. Đúng không? Vâng, Hoặc là bạn cho em gặp. hoặc là bạn coi như là mình bạn ấy ra đi nhá. Em ra. Bây giờ này, đất Vâng, nước chào Việt anh. Nam và Lào và Campuchia, đất nước giàu hơn,
nước nào nào giàu hơn, thì mình phải đưa ra cái tức là cái mà thu nhập bình quân quân đầu người đấy. Hiện nay Lào thì tôi chưa nắm được, nhưng mà chắc là Lào thì cũng xem với Campuchia thôi. Còn bây giờ Campuchia đấy, tôi đưa ra một con số đấy. Đấy, con số đấy nhá, là của ngân hàng ADB nhé, và của ngân hàng Westbank, ngân hàng thế giới nhé, chứ không phải là tự tôi lấy con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam đấy. Thì bây giờ mình đưa con số đấy thì mình mới biết đấy là chứng minh bằng sách vở, còn lại là bây giờ chứng minh bằng cảm nhận của những người dân. Thì bây giờ bạn ở Việt Nam bạn sang Campuchia xem, đúng không, thì sẽ như thế nào, đời sống của những người Campuchia như thế nào, và đời sống của những người dân đại bộ phận nhé, những người dân Việt Nam như thế nào, kể cả về cả bằng con nhận. Anh cho em 2 phút nữa thôi. Ok. Là em nói với mấy bạn ở bên kia vừa đại dương là mấy bạn đấy là lý của ông mèo. Không cái dùng cái lý của ông mèo. Lý của ông mèo là sao? Lý của ông mèo là cái xe đò đụng vào cái con ngựa của ông mèo là nó chạy mất anh ạ. À, thế là ông ấy lại dừng cái xe con lại, bắt thằng bố chạy rồi, đụng ngựa của tao, thằng bố chạy mất rồi, thằng con phải đền. Đấy là cái lý của ông mèo là như vậy. Ông bây giờ cũng làm nhà, ông thua từ bao nhiêu năm trước này, ông thua không những là thua ở mặt trận, thua kinh thư các kiểu, thua thậm chí bây giờ các ông ấy, giống kiểu như thằng say rượu ở giữa chợ Chí Phèo, bác đấy chứ thằng Chí Phèo, anh công nhận thôi. Nên là tôi nói xin lỗi, là nói tất cả các bạn bên kia bờ đại dương, tôi là Lê Văn Toán, quê Thái Bình, sống Đắk Lắk, làm ở Bình Phước, nhắn cho các bạn một điều. Hiện nay có mấy hecta cao su đúng không ở Bình Phước, mà mỗi hecta cao su hiện nay bán được bao nhiêu tiền, nhân lên là vâng, cái đấy là không cần phải khoe nhỉ? Không thì mình nói thật nhá, mình có như ông chú ngày xưa, ông ở cái nông trường cao su Phú Diềng ấy, ở Bình Phước ấy, thì mình mới biết là có tổng số tài sản ông ấy là bao nhiêu. Đến bây giờ cao su bán đi bao nhiêu tiền ông ấy? Cho em xin lỗi là bạn Nam Định nói là dân Campuchia thua mình, đúng rồi. Tôi thực tế mới về hôm qua, bạn Nam Định nhá, mới về hôm qua. Mà tôi thích đi qua đi về là chuyện bình thường, không cần giấy tờ bạn Nam Định nhá. Cái con Quỳnh Trần kia vừa nãy tao đưa bằng chứng là gì nữa, bằng các con số của ngân hàng hàng ADP và ngân hàng ấy gì nữa. Bây giờ một cái đất nước giàu hay nghèo thì nó là ở cái thu nhập bình quân đầu người năm 2017 vừa rồi, đưa ngay cái con số đấy ra thì mày còn chứng minh gì nữa, mày biết cái quái gì, cái quái gì cả. Mà nghèo hay giàu là không liên quan đến bọn nó, còn việc là tao chỉ trừ có gan rời không bán là tao không mua, tao không ăn được thôi. Anh có nhận với em đúng không rồi. Anh em chỉ có trừ là gan rời là không bán này, là anh em mình không mua để ăn được thôi. Con giàu nghèo là việc của anh em mình, không liên quan đến chúng nó. Mày thì có thích giàu không? Giàu về đây nói chuyện, hoặc là nói về vấn đề chính trị của công an, bảo là giao thông thế này thế nọ. Xin lỗi mấy bạn bên kia, bảo là không có công an giao thông thì để cho mấy thằng say rượu ở đường nó chạy tào lao thiên địa đụng chúng người. Cho nên là không có công an thì thực tế là cứ nói về cái kinh tế phát triển hay không ấy, chúng nó bảo coi như là từ năm 1975 đến nay coi như cộng sản không làm được cái gì cả, đất nước không phát triển. Bây giờ mà đất nước có phát triển hay không thì nhìn vào tất cả, tức là cảm nhận của những người dân, đúng không? Mời các bạn ở bên Việt Kiều ở bên đó về thăm quê hương đất nước trong vòng một tháng thôi thì các bạn sẽ cảm nhận. Tôi nói cái sự cảm nhận của các bạn, đất nước Việt Nam thay đổi từng tháng, từng ngày, từng năm một, đúng không? Còn tôi sẽ chứng minh bằng những cái con số đấy, nó hai cái kết hợp với nhau nó chứng minh được. Anh là chứng minh bằng con số, còn em chứng minh thực tế bằng cảm nhận. Anh em mình đúng rồi, bằng cảm nhận của những người dân thực tế. Em đi khắp cái đất nước Việt Nam này, thậm chí xin lỗi anh là em đi hết thôi, có khi một năm là em mất mấy chục triệu tiền xe em đi, và em đi hết. Bây giờ tao chỉ hỏi mày vào Google đi, bây giờ mày xem là bây giờ cái tốc độ phát triển của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu, Campuchia là bao nhiêu, đúng không? Thì mình biết ngay bây giờ đấy, Google đấy, hoặc là vào các trang của ngân hàng ADB và ngân hàng Westbank ấy, thì mình biết ngay. Ngô Hiền Mai, vâng, xin chào. Thì em nói là em nản nọ nay là
nhất là có cái bà nào sống ở thành phố Hồ Chí Minh người Nam Định, bà chửi giáo sư Bùi Hiền hả? Vâng, Ngu gọi si là đần độn rốt đó. không có văn hóa. Bây giờ thì nó nói ví dụ tôi là người, ví dụ ông Bùi Hiền ông ấy là một cái giáo sư về ngôn ngữ học, thì ông ấy đưa ra những cái cách cải cách về những cái chữ viết của Việt Nam làm sao nó đơn giản đi mà nó dễ đi, đó là nghiên cứu của ông đấy. Nó còn cái chuyện mà áp dụng được hay không thì nó phụ thuộc vào vấn đề kinh tế này, rồi là cái vấn đề coi như là hoặc là Quốc hội có cho phép không, Bộ Giáo dục Đào tạo có cho phép hay không này, và người dân dân có đồng thuận hay không, đó là những việc lớn. Còn những nhà khoa học thì người ta vẫn cứ đưa ra cho cái về cái ngôn ngữ học, người ta đưa ra cái quan điểm của mình để người ta sửa đổi nọ kia tất cả các thứ, đúng không? Mà chứ Dạ. mình những người là những người dân, đúng không? Khi ông nói một vấn đề gì đấy ông phải tìm hiểu thật kỹ. Nhưng bây giờ cái ông Bùi Hiền thì ông cái chữ viết của ông ấy, ông cải cách lại thì đã đưa ra ra Bộ Giáo dục đã đồng ý không, Quốc hội đồng ý không, Chưa áp dụng. đúng không? Chưa áp Chưa dụng áp thì dụng mẹ vâng. nói chung là chúng nó cứ thấy một cái gì đấy gọi là đánh À, rắn một phát. anh ơi, thằng Hùng Phạm à. Thằng Hùng Phạm nó nói cái gì? Trời ơi mày ở đây Làm tội hẳn là tội. riêng thằng Hùng Phạm nhá, mày nhìn thấy cuộc sống của tao nhá, mẹ mày thèm dò nước dãi, nói cho Hùng Phạm biết, đúng không? Đây này mẹ tao ngồi như thế này là mày biết rồi mà, nói chung là mày nhìn cuộc sống tao mày đã nhỏ nước dãi, tao Tao là người nói dân bình cho thường. thằng Hùng Phạm đấy là anh tao đang ngồi đấy, còn tao đang ngồi đây này, cho thằng Hùng Phạm coi này. Nhưng mà Mẹ sâu là nhà dãy cao rách, su biết bao nhiêu tiền. vách nan này, nhưng mà tao chỉ có mỗi là gan rời, tao không bán nên tao không mua, tao ăn được thôi, còn Còn cái bây giờ gì. này, rồi ok, Dạ. anh rất cảm ơn em, rắc sân bùi nếu muốn lên xin lên, nhấn vào cái nút đấy, đừng ok là có ấy rồi, nhấn vào nút xin yêu cầu, mời rắc sân bùi lên.